mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 221, hắn đã trở lại hai. Trước kia hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, sau lại nhìn đến những hành động của nàng trong một năm nay, lại cảm thấy hết thảy đều thực bình thường, hắn cũng hiểu được vừa rồi nàng nói như vậy cũng là vì hắn suy nghĩ. Cô gái này trên người có một cổ khí chất trầm tĩnh lại thong dong, khiến lúc người ta cùng nàng ở chung cảm giác thực thoải mái, cho dù không phải ân nhân, Vi Trầm Uyên cũng hiểu được mình và nàng cũng nhất định coi nhau như bằng hữu. Dùng qua bữa trưa, sau khi đưa Tiến Tần Thị cùng Vi Trầm Uyên, Vân Khanh xoay người về nhạn các muốn ngủ trưa. Qua một canh giờ, Lưu Thúy theo lời dặn đi vào kêu Vân Khanh dậy, tiếp theo liền phát ra một tiếng thét chói tai, "Tiểu thư, người làm sao vậy?" toàn bộ nhạn các nhất thời loạn là một đoàn khiến đám nha hoàn lúc tiến vào nhìn thấy mặt vân khanh một đám đều là vẻ mặt hoảng sợ nói không ra lời sắc trời nhuộm vàng có một nam tử đang vội vội vàng vàng lên đường hắn mặc cái áo bằng vải thô cao thấp hai phân màu dám nắng lại cảm giác bộ quần áo rất rộng như là bị buộc trên người hắn khiến khí chất trên người hắn không mấy hài hòa hắn đại khái khoảng 35 tuổi mái tóc được cài một cây châm đơn sơ, trên khuôn mặt mang theo lo lắng, trên đôi giày vải dính đầy bụi rác. Sau khi vừa bước chân vào thành dương châu đáy mắt liền lóe lên tia kỳ dị quang mang, cước bộ mệt mỏi đột nhiên tăng tốc. Hắn chính là thẩm mậu, trước khi ngã xuống sông thì dựa vào ý thức cuối cùng, hướng dòng nước chảy mà xuôi theo. Kết quả khi tỉnh lại, đã ở trong một nhà nông hộ, nghe nói hắn đã hôn mê gần nửa tháng, bởi vì vật dụng trên người toàn bộ rơi xuống đáy sông lại té bị thương xương đùi hắn không thể lập tức trở về nay vừa khỏi hắn liền mượn mấy lượng bạc một đường đi nhanh gấp gáp muốn trở về nhà mình màn trời đen kịt như sắp chuyển mưa thẩm mậu càng bước nhanh hơn hơn một tháng không thấy thê nhi trong lòng hắn mỗi ngày mỗi đêm đều là nhơ nhung tha thiết thân nhân mình tối nay gió thổi có chút lớn thẩm mậu đi đã lâu rốt cục khi đi tới trước cửa thẩm phủ ngẩng đầu nhìn căn đại viện nhà cao cửa rộng chưa bao giờ cảm thấy thân thiết như bây giờ, khiến hắn nhìn đến muốn rơi nước mắt. Cũng may, cũng may, hắn đã đến trước cửa nhà. Thẩm mậu đứng ở đó kích động, không có chú ý chung quanh ở một góc sáng sủa, có một vài ánh mắt xấu xa đang chăm chú nhìn vào hắn, hắn kéo vạt áo, tuy rằng ăn mặc mộc mạc cũng muốn sửa sang lại vạt áo một chút. Trước khi hắn định bước lên gõ cửa, lại có hai nam tử thân hình cao to nhanh nhẹn, đứng ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn. Lai giả bất thiện, đây là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu thẩm mẫu, nhưng khi đứng trước cửa nhà đã khiến hắn nôn nóng, hắn cười nói, hai vị có chuyện gì chăng? Hai người kia cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, xoay đầu lại hỏi, ngươi là ai? Nửa đêm ở bên ngoài thẩm phủ lén lút, chẳng lẽ là trộm cướp? Thẩm mậu vừa nghe lời này, liền phản bác nói, hai vị có thể hiểu lầm rồi, ta không phải tặc nhân, mà là thân thích trong phủ, tiến đến thăm người thân. Hắn dù sao đã vào nam ra bắc rất nhiều, hai người trước mắt này có hơi thở xấu xa, hắn cũng không nói ra thân phận của bản thân. Hai người kia cũng cười đáp, cái gì thân thích, Thẩm phủ cũng không có thân thích nào đến thăm lúc đêm hôm. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, như thế nào cũng thấy không thể có quan hệ với Thẩm phủ được. Thẩm Mậu như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày hắn sẽ bởi vì cách ăn mặc mà bị người kỳ thị, vì thế cười khổ nói, tại hạ đúng là bởi vì có việc, mới đến thẩm gia cầu thân thích hỗ trợ, hai vị vì sao ngăn ở trước mặt của ta. Các người tự hồ cũng không phải là người của thẩm phù. Mắt thấy bị hai người này vô cớ chặn lại, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là hộ vệ trong thẩm phù, nhưng nếu thật là hộ vệ, sẽ không thể nào không nhận ra hắn, hai người này nhất định là có ý đồ khác. Hắc hắc, nếu biết chúng ta không phải là người của Thẩm phù, vậy thì nhất định là Thẩm lão gia rồi." Hai người kia chắc chắn cười, đáy mắt thoáng léo lên tia âm độc. Thẩm Mậu thầm nghĩ không tốt, lui về sau vài bước, "Các ngươi muốn làm gì?" Hai người này không cho hắn có cơ hội nói chuyện, một người vươn hồ chảo hướng phía trước, nhắm ngay ngực Thẩm Mậu hung hăng đấm. Thủ pháp kia, nếu như thật bị đánh trúng, khiến Thẩm Mậu kinh hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngay tại chỗ lăn một vòng ngã xuống, hiểm hiểm tránh đi một trào này. Chỉ nghe một tiếng va chạm, nếu là đánh vào ngực thật, chỉ sợ không chết cũng phải thủ huyết. Người nào muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Hai người kia thấy chiêu đầu tiên thất thủ, lập tức lại xoay người lên trước, bốn cánh tay đều hướng thẩm mậu chộp tới. May là thẩm mậu thân hình linh hoạt, có thể né tránh hai người tập võ, nhưng căn bản là không có phần thắng trong lòng hắn đột nhiên có một loại bi thương khó hiểu, đều đã đến trước cửa nhà, lại không thể đi vào, việc này rốt cuộc là ai sai khiến. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng liền gào thét đi ra, dù là phải chết, hắn cũng muốn chết trong hiểu biết. Người nói xem là ai, nay tầm phủ đều là do đại tiểu thư quản lý, tất cả mọi chuyện đều do nàng sắp xếp, nếu người đã trở lại, nàng không phải cái gì cũng đều không có sao hai người kia tự hồ là muốn thành toàn tâm nguyện của hắn, nhanh trả lời vấn đề của hắn. Bầu trời tầng mây trùng trùng điệp điệp, một đạo sấm sét giữa không trung đánh xuống, như truyền vào trong tay thẩm mậu, làm hắn nửa bước cũng bước không nổi, trước mắt biến thành màu đen, hai người này dĩ nhiên là do Vân Khanh phái tới, mỗi ngày canh giữ ở trước cửa nhà, chính là sợ hắn trở lại, nàng sẽ không thể quản lý thẩm gia nữa sao? Hắn không có ở nhà, thẩm ra tất cả đều do Vân Khanh quản lý. Mẫu thân ra sao, tạ thị ra sao, mặc ca nhi, hiên ca nhi nay ra sao rồi. Hắn đang đắm chìm trong tin tức còn chấn động hơn cả thiên lôi, toàn thân cơ hồ run run như lá rụng trước gió, thật sự là quá mức chấn kinh rồi. Người muốn hắn chết này, là nữ nhi hắn thương như châu báu, yêu như sinh mệnh sao? Hắn không tin, hắn không tin nhưng bàn tay sắc bén đã muốn bước tới cổ hắn buộc hắn không thể không tin bỗng nhiên trước mặt một đạo kiếm quang hiện lên ào ào hai cái những lợi trảo sắp đến trước mặt bỗng nhiên bị chặt đứt tiếp theo lại là một đạo ngân quang bất ngờ như tia chớp trên bầu trời trong thiên đại như tách ra một khe hở chiếu sáng khuôn mặt thống khổ của hai người trước mắt cùng với đại viện cao to mà mờ tối của thâm gia cửa lớn màu đỏ giống như máu bọn họ phun ra khiến trong lòng thẩm mậu đều lan tràn ra một mảnh đỏ tươi. chương 222, hắn đã trở lại, ba. Dịch kính thương đem kiếm thu vào vỏ, nhìn thẩm mậu té trên mặt đất, hai mắt sợ run, nhíu mày nói, người hiện tại có thể đi trở về. Thế tử phân phó muôn hắn chú ý thẩm phủ kỵ hơn, hắn hôm nay được tin tức, nói mấy ngày trước ở trên đường có người nhìn thấy một người rất giống thẩm mậu, theo hắn phỏng đoán, nếu như thật là thẩm mậu, hôm nay hẳn là sẽ đến Dương Châu, cho nên hắn tiến đến xem xét. Kết quả vừa đến, liền thấy hai gã hung ác biết chốt võ nghệ đang chuẩn bị bức thẩm mậu đưa vào chỗ chết, lập tức rút kiếm ra, tình thế bức bách, kiếm của hắn đi quá mau, vô tình đem hai gã kia đâm chết. Không khỏi nhíu mi, cũng không phải bởi vì giết người, những người độc ác này, muốn lấy tính mạng kẻ khác, tám chín phần mười đều là người không tội ác nào không làm, bọn họ làm đại nội thị vệ hoàng cung, xử lý thi thể cam đoan không để người ta tra ra dấu vết. Chỉ là thái độ của thẩm mậu có chút kỳ quái, lúc này hắn chậm rãi từ trên đất đứng lên, nhìn cửa lớn thẩm ra, đáy mắt xuất hiện không phải là kinh hỉ, ngược lại là e ngại, khó hiểu, phẫn nộ, kinh nghi cùng các loại cảm xúc hỗn tạp đan xen. Tạ tráng sĩ cứu giúp, thẩm mậu đứng lên, đối với dịch kính thương vái chào thật sâu, đại ân không lời báo hết, hôm nay ân cứu mạng này, hắn hiện tại cũng không còn biện pháp báo đáp. Trong lòng hắn vẫn đang bị lời của hai gã hung ác kia làm chấn động, là Vân Khanh phái bọn họ chờ ở chỗ này, là Vân Khanh. Người còn không trở về sao? Dịch kính thương có chút kỳ quái nhìn hắn, nghe nói thẩm mậu là người rất quan tâm gia đình, đối với thê nhi đều rất tốt. Nhưng nam tử trước mắt này đã rời nhà hơn một tháng, tại sao dáng vẻ tựa như không muốn gấp gáp trở về? Thẩm mậu ngẩng đầu nhìn dịch kính thương liếc mắt một cái, người biết ta là ai? Đương nhiên biết, nửa tháng nay mỗi ngày đều phải tìm kiếm thẩm mậu, dịch kính thương làm sao có thể không đem khuôn mặt hắn ghi tạc trong lòng chứ, nếu đã trở lại, liền sớm một chút trở về đi. Thẩm mậu lắc lắc đầu, nếu như là người vân khanh phái ra, như vậy hắn trở về chỉ có rước lấy nhiều phiền toái hơn, còn không biết sau khi trở về, hắn có thể khôi phục thân phận như trước hay không còn có vừa rồi hai gã kia đối hắn toát ra sát ý, trong phủ không biết là có phải cũng có những kẻ như vậy hay không. Thẩm mậu trong lòng biến chuyển liên hồi, hắn thật sự không có cách nào làm rõ điểm này, nhưng mà, hai người kia vào lúc cuối cùng nói như thế, lại khiến hắn không thể không hoài nghi, nếu không, bọn họ nói vậy làm cái gì chứ? Nếu là người trong nhà không chào đón hắn, hắn... Thẩm mậu ngừng đầu lại nhìn thoáng qua đại môn thẩm gia, chậm rãi hướng một phương hướng khác mà đi. Hơn một tháng ngày hắn ở bên ngoài, trong lòng vướng bận không phải sản nghiệp thẩm gia, cũng không phải vinh hoa phú quý trong nhà, hắn vẫn luôn nghĩ về tạ thị ôn nhu hiền lành, nữ nhi xinh đẹp vẫn còn nhỏ, nhi tử đáng yêu dáng vẻ thơ ngây, còn có mẫu thân trong nhà tuổi già sức khỏe yếu kém. Hắn trước kia chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt về cảnh người một nhà ở cùng một chỗ là tốt đẹp cùng hạnh phúc biết bao đúng là khát khao đẹp đẽ nhất của con người, làm cho hắn chẳng quản ngày đêm đi bộ trở về. Nhưng vừa rồi nghe hai gã kia nói như thế, khiến tâm linh hắn bị đà kích, có thể nói là đà kích thật mạnh. Dịch kính thương hơi kinh hãi, việc này. Hắn trầm ngâm một hồi, lập tức bước vài bước đứng ở trước mặt thẩm mẫu, thẩm lão ra. Nếu ngươi không có chỗ đặt chân, chi bằng đi đến chỗ tài hạ ở một đêm, tẩy đi phong trần ngày mai hắn đi cũng không muộn. Thẩm mậu lúc này đang cảm thấy mờ mịt, cũng có sự thất vọng tràn trề, liền đi theo dịch kính thương đến một khu tiểu viện, dịch kính thương đem cho hắn một bộ xiêm y sạch sẽ để thay, lại pha nước ấm, thẩm mậu nhiều ngày không có tắm rửa, toàn thân cũng bẩn không thể nói, liền không từ chối, vào trong phòng tắm rửa. Lát sau, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn bước vào trong tiểu viện, áo bào trắng ở giữa không trung bay bay rước ánh trăng nhẹ nhàng như gió từ từ hạ xuống thế tử dịch kính thương xoay người lại thì nhìn đến đạo thân ảnh kia xuất hiện lập tức hành lễ nói lại thầm nghĩ trước kia hắn cũng không biết võ công ngư phượng đàn lại cao như vậy cho đến lúc sau khi hắn đưa ra quyết định mới phát hiện trước kia ngư phượng đàn vẫn không xuống tay giết hắn là đã chiêu cố hắn lắm rồi hắn vẫn nghĩ đến lúc ngư phượng đàn bị mình giám thị hẳn là lúc đó không đem hắn thành mối lo ngại mà thôi do đó ở trong lòng lại hạ quyết tâm muốn đi theo vị thế tử điện hạ thâm tàng bất lộ này. Thẩm lão ra vì sao không quay về, chậm gì gì tiêu sái đến dưới mái hiên, ngự phượng đàn tựa vào cửa gỗ, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mây đen không thấy trăng sao, sau một hồi sấm sét từng giọt mưa to như hạt đậu thưa thớt rớt xuống, trên mặt đất tản ra mùi vị ẩm ướt. Dịch kính thương đem tình hình vừa rồi hắn vừa đuổi tới thất được thuật lại, Ngự phượng đàn nghe xong mày nhíu chặt, có cơn gió thổi qua làm rối mái tóc dài của hắn, vài sợi vung lên trên mặt, dính trên đôi môi mỏng. Ngự phượng đàn đôi môi thổi một cái, đem sợi tóc thổi ra, cười nhẹ một tiếng, xoay người liền nhấc chân bước vào phòng. Thẩm mậu vừa tắm rửa một thân mỏi mệt, trong mắt lại không có sự vui sướng khi xa cách lâu ngày chưa được gặp mặt, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài tí tách, nội tâm mâu thuẫn cùng phiền muộn nói không nên lời. Ông đi đến nhà chính, đang muốn cùng dịch kính thương nói lời cảm tả, lại phát hiện hắn đang đứng thẳng tắp, ngẩng đầu vừa thấy, trong phòng có thêm một người. Trong phòng phía trên ghế lạnh là một vị nam tử mặc một tấm áo choàng trắng tinh, vạt áo họa tiết hình đồ long với những thủ pháp tốt nhất dệt thành. Ở phía trên áo bào trắng đơn giản kia, lại có thêm một chút quý khí, trên đầu hắn là cây châm đầu phượng màu xanh, xanh ngọc ở dưới ánh nến chiếu xuống, giống như là được kết tụ từ trong mái tóc đen, cây châm hơi nhu hòa tôn lên dung nhan anh Tuấn của hắn, có một loại hài hòa Tuấn Mỹ. Hắn đứng nghiêm người lại, một đôi phượng mâu hẹp dài tựa tiếu phi tiếu nhìn thẩm mậu, thấy thẩm mậu đi ra, liền thả người ngồi xuống, lộ ra mảnh ngọc bội bên hông có màu như chiếc châm đồng. Thẩm mậu cảm thấy hơi kinh hãi, đại ung chiều người có thể đeo ngọc đái ngoài quan viên nhị phẩm trong chiều, còn có thế tử quận vương hay hoàng thân quý thích mới có thể đeo. Nam tử trước mắt này, tuy rằng hành động thập phần tùy ý phóng khoáng, nhưng chỗ nào cũng tản ra khí chất bất phàm do thân phận của hắn, lập tức cũng không dám khinh tâm, bèn trước tiên quay đầu hỏi, xin hỏi ân công, vị này là. Công tử nhà ta, dịch kính thương trả lời rất đơn giản, thân phận ngử phượng đàn bị tiết lộ đối với thẩm mậu cũng không có chỗ tốt, ngược lại sẽ khiến hắn nghĩ nhiều. Thẩm mậu đã sớm phát hiện dịch kính thương võ công cao cường, khí chất không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không phải người bình thường, lúc này thấy hắn đối vị công tử này cung kính, nghĩ rằng vị công tử này chắc cũng là con của vị hầu gia nào rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 223, hắn đã trở lại, 4. Ngự phượng đàn kỳ thật đang đánh giá thẩm mậu, đối với vị phu ông lớn nhất nhì giang nam này hắn không có hứng thú, nhưng vì hai nguyên nhân, mà một trong số đó khiến hắn đối với thẩm mậu phi thường có hứng thú. Đa tạ ân cứu mạng của công tử, thẩm mậu thành khẩn hành lễ. Nếu là ân cứu mạng, thẩm lão gia cũng nên lấy ra vật gì đó tương ứng đến báo đáp ta đi. Ngự phượng đàn không có một chút tự giác của việc ra tay cứu giúp không cần báo đáp, câu môi cười, đáy mắt toát ra vẻ đắc ý thích thú. Đồ vật tương ứng, thẩm mậu sừng sốt, lúc này liền nở nụ cười khổ, hắn này trên người không có đồng nào, liền ngay cả xiêm y mặc trên người, đều là do dịch kính thương đưa cho hắn, thẩm mỗ chỉ sợ lấy không ra đồ để đến báo đáp phần ân tình này rồi. Lời của hắn trong sự bình thản cùng hỗn loạn lại có chút huệ hoài, khiến ngự phượng đàn hơi nhíu mi, trong lời nói lại mang theo trêu đùa, thẩm lão ra lời này lại khiến người ta khó hiểu, thẩm ra mặc dù không phải là gia đình giàu nhất thiên hạ, nhưng muốn lấy ra đồ vật đến tạ ơn người, vẫn là có thể làm được chứ ngự phượng đàn nhẹ nhàng nở nụ cười nói tiếp hay là thẩm lão gia nghĩ đến gia sản của ông đã bị tộc nhân thâu tóm thẩm phủ không còn tiền nữa rồi chăng thẩm mẩu vốn vẫn đắm chìm trong lời nói của hai gã thủ ác kia trong lòng rất mâu thuẫn lúc này nghe được lời của ngự phượng đàn đáy mắt hiện lên một chút kinh dị ngài nói cái gì cái gì tộc nhân thâu tóm là sao xem ra thẩm mậu cũng không có nghe được tin tức gì còn không biết những chuyện xảy ra trong thẩm gia trong một tháng này dịch kính thương liền nói tiếp trong một tháng ông mất tích tộc nhân thẩm thị luôn yêu cầu đem sản nghiệp thẩm gia quy về trong tộc cái gì thẩm mậu nghe xong đứng lên không dám tin nói ta có hai đứa con trai bọn họ dựa vào cái gì muốn nuốt gia sản thẩm gia nếu là gia sản bị thâu tóm vậy tạ thị cùng vân khanh mẫu thân về sau sẽ phải làm sao bây giờ? Dịch kính thương thấy vậy càng tỏ vẻ kỳ quái, thẩm mậu thực rõ ràng lo cho người nhà, vì sao lại không muốn vào cửa, nhưng hắn vẫn tiếp lời, bọn họ không thừa nhận nhi tử ông sinh ra, đại náo thẩm ra, thẩm lão phu nhân bị bệnh, thẩm phu nhân lúc này cũng trông đỡ hết nổi, cuối cùng đành dựa vào đại tiểu thư thẩm ra lập lời thề chiêu tế ở rể, mới có thể bức lui bọn họ. Chiêu tế ở rể thẩm mậu sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn không nghĩ đến những tộc nhân bình thường có quan hệ rất tốt với hắn, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Thừa dịp hắn mất tích, tới cửa bức đoạt gia sản thẩm gia, hơn nữa còn không thừa nhận thân phận của mặc ca nhi cùng hiên ca nhi. Chỉ là, chiêu tế ở rể, làm cho hắn không thể không nghĩ đến lời nói của hai gã hung ác kia, Vân Khanh chẳng lẽ thật sự là như thế à? Hắn không tin, không tin người có một loại tâm lý sợ hãi đối với người mình thương yêu nhất thì loại sợ hãi đối mặt với sự thật này sẽ lan tỏa rất nhanh. hắn sợ tận mắt chứng kiến sẽ khiến cho bản thân không thể không thừa nhận trong tiềm thức sẽ muốn trôn tránh lại không muốn tin tưởng thẩm mậu trước giờ là như thế sắc mặt của hắn hiện ra một loại thống khổ hắn muốn trở về lại bởi vì bị chuyện sắp mất mạng trong tay hai gã hung đồ ám ảnh khiến tâm tình của hắn càng thêm mâu thuẫn ngự phượng đàn nhíu mày nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt xẹt qua một đạo hào quang đen như mực, chậm rãi nói, ông không phải đã nghe được tin đồn thổi nào rồi chứ. Mấy ngày nay, không biết từ đâu tung ra tin tức, nói thẩm gia đại tiểu thư tuyên bố muốn chiêu tế ở rể, đó là muốn thừa dịp thẩm mậu đã chết, ấu để còn nhỏ, đem toàn bộ thẩm gia biến thành tài sản của nàng dễ như chơi. Hắn cảm thấy Nguyên nhân có thể khiến cho thẩm mậu có loại tâm tình mâu thuẫn như vậy thì chỉ có việc này. Hai tên kia có lẽ còn nói gì nữa mới khiến cho thẩm mậu chấn động sâu sắc. Thẩm mậu nghe vậy ngừng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt như nhìn rõ lòng người kia. Chỉ cảm thấy mâu trung kia tựa hồ phản chiếu suy nghĩ trong lòng, hơi có chút phức tạp cúi đầu xuống, không có gì. Bọn họ nói như thế, không thể tin, ngự phượng đàn cất giọng, thẩm mậu liền đột nhiên ngừng đầu hỏi bọn họ nói đều là giả. Quả nhiên là hai gã kia có nói gì đó, mới khiến thẩm mậu có dáng vẻ thất hồn lạc phách. Ngự phượng đàn lúc này thập phần chắc chắn, nhẹ nhàng gật đầu nói, ông tin tưởng bọn hắn hay tin tưởng thân nhân? Thẩm mậu biểu tình dần dần trở nên có chút thoải mái. Đúng vậy à, hắn vì sao phải tin tưởng hai người muốn lấy mạng hắn chứ? Có lẽ người nọ là muốn châm mòi ly rán, hơn nữa lời này là khi muốn giết hắn mà nói ra đó là muốn cho hắn chết càng thống khổ hơn lúc này đây hắn đã bình thường trở lại nay thẩm gia đến tột cùng ra sao rồi nói đến nói đi nội tâm của hắn vẫn là quan tâm thẩm gia nhất ngự phượng đàn đem sự biến hóa của hắn thu hết vào đáy mắt thản nhiên cười thẩm gia như thế nào ông ngày mai trở về sẽ biết về phần khác vẫn là nên nói ông làm sao báo đáp ân cứu mạng của ta đây Thẩm mậu lúc này đối với ngự phượng đàn cùng dịch kính thương đều đã tràn ngập cảm kích. Tuy rằng không rõ hai người vì sao lại ra tay cứu viện, nhưng tóm lại hai người đã cứu tính mạng của hắn. Vì thế chắp tay nói, công tử mời nói, chỉ cần là thứ thẩm mẫu có, tất sẽ đưa cho công tử. Nghe vậy, ngự phượng đàn trong nháy mắt có chút chần chừ nếu như theo tình hình hỗn loạn trước mắt này đánh giá, cùng với thần sắc và đôi mắt của thẩm mậu mà suy xét, xác định lời của hắn là thật mới mở miệng nói, ta muốn. chương 224, thẩm phụ trở về, một Ta muốn một khối ngọc phiến. Thẩm mậu nghĩ rằng hắn sẽ yêu cầu ngàn vạn hoàng kim để tạ ơn. Nào ngờ hắn đưa ra yêu cầu chỉ là một khối ngọc phiến. Lập tức lại hiểu rõ hoàng kim có hạn ngọc thì vô giá. Người này là công tử nhà cao cửa rộng có lẽ liền thích thu thập ngọc phiến. Liền gật đầu nói, công tử muốn ngọc phiến như thế nào? Nếu cần tìm kiếm cũng có thể báo cho biết tại hạ, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ tìm. Không cần phiền toái như thế, ông chỉ cần đem ngọc phiến trong nhà có đều mang tới cho ta xem, ta chọn lựa xem có cái nào thích hợp là được rồi. Ngự phượng đàn vung tay áo, ngồi thẳng thân mình, nói một câu như thế, cũng làm cho thầm mậu càng thêm kỳ quái, bất quá nếu người ta đã đưa ra yêu cầu, hắn cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Mưa to gột rửa toàn bộ Dương Châu đắm chìm bên trong mưa bụi mông lung là cảnh tượng tươi đẹp, nhánh liễu dài rủ xuống, phất qua mặt cỏ, phất qua mặt nước trong xanh, từng đóa sen nở rộ mà vẫn e ấp trên mặt nước, làm cho người ta dưới cây nắng trói trang của mùa hè cảm giác được một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Mưa to tắm sạch lá cây, đường gạch dơ bẩn, lại không thể gột sạch được nội tâm đáng ghê tởm của con người. Sáng sớm sương còn chưa tan, tộc trưởng mang theo trưởng lão, Thẩm Bình cùng với người trong tộc lại một lần nữa đến Đại Môn, mà mỗi một lần bọn họ khi thế so sánh với lần trước càng hung mãnh hơn, đẩy gã sai vặt cùng ma ma ngăn chờ ở trước cửa, trong miệng hô lớn nói, chúng ta muốn gặp Thẩm Vân Khanh, gọi nàng ra đây. Không có ai phát hiện, có một đạo thân ảnh màu xám, thừa dịp Đại Môn mở ra mọi người chen vào ầm ĩ, cũng cúi đầu lần vào trong đó. Sáng sớm đã nghe tiếng la to náo loạn thật vang dội, xa xa từ hậu viện cơ hồ cũng nghe thấy tạ thị vừa phân phó công việc trong phủ liền nghe được tiếng hô lớn này rốt cuộc sao lại thế này tạ thị cau mày hỏi ánh mắt lý ma ma hiện lên một chút lo lắng nói tộc trưởng bọn họ lại tới nữa tại sao lại đến đây bọn họ rốt cuộc đem chúng ta trở thành cái gì như thế nào mà lại tới nữa tạ thị nhất thời trợn chừng mắt lại vì tức giận mà chán nhăn chặt bọn họ nói muốn đại tiểu thư đi ra gặp mặt, nói là trong tộc có việc muốn thương nghị. Nếu Vân Khanh nay là gia chủ của thẩm gia, người như vậy trong tộc tìm tới cửa mặc dù là nhiều, như vậy chưa thể nói là quá đáng. Lý ma chính là đáy lòng biết người trong tộc tới cửa, nhất định là không có chuyện tốt lành gì. Đại tiểu thư lại nhiều lần làm khó họ, bọn họ không chiếm được tiện nghi làm sao có thể cam tâm. Không phải nói Vân Khanh hai ngày này bị bệnh sao, nàng như thế nào đi ra ngoài gặp khách, không cần gọi tiểu thư đến, để ta ra là được. Tạ thị hai ngày nay muốn đi xem Vân Khanh, lại bị Vân Khanh nói thân mình không thoải mái, không muốn gặp người khác, bà nội tâm sốt ruột, lúc này không muốn nữ nhi ra gặp bọn người không có liêm sỉ này. Phỉ thúy vâng lệnh, xoay người cho người đi ngăn cản người thông chi về nhạn các, một lát sau. nha hoàn đó trở về nói đại tiểu thư đã thay xong xiêm y đi ra tiền viện rồi nghĩ đến nữ nhi bệnh nặng còn phải đi gặp bọn xúc sinh kia, tạ thị liền vô cùng tức giận, bà chưa từng chống đối người trong tộc, hôm nay bà cũng phải đi nhìn xem, bọn họ đến tột cùng còn có thể vô sỉ tới trình độ nào. Vẫn là ở tiền thính, vẫn là những người đó, chẳng qua lần này Vân Khanh đội mụ xa có lụa mỏng che mặt, hai bên nha hoàn cũng không có giúp đỡ nàng, sau khi nàng vào cửa, liền trước hết mời các vị trong tộc ngồi xuống. Tộc trưởng thấy nàng dùng lụa mỏng che mặt, khăn lụa trắng che đi làm cho nhìn không rõ dung mạo của nàng cùng biểu tình, đáy mắt lại toát ra hết sức vui vẻ, sắc mặt vui mừng, Vân Khanh đây là làm sao vậy, như thế nào ngày hôm nay đi ra còn mang theo mũ xa rồi. Vân Khanh ho nhẹ hai tiếng, thanh âm trong trẻo lại mang theo chút yếu ớt, thật sự là ngượng ngùng, Vân Khanh hai ngày trước bị phong hàn, cho nên cần tránh gió, để tránh bệnh mới tốt hơn một ít liền lại nặng thêm theo nàng ho khan, tộc trưởng cùng thẩm bình hơi hơi nghiêng mặt tránh đi, bất quá trên mặt lộ ra tươi cười, cũng có chút hương phấn kỳ dị. Tộc trưởng càng tỏ ra hòa ái nói, từ lần trước cho cháu chọn người về ở rể, chúng ta liền trở về thương lượng, nếu nay thẩm ra là cháu làm chủ, vậy tên của cháu cũng được ghi vào gia phả thẩm, như vậy mới được. Ngày hôm nay, ta mang theo người trong tộc đến để gặp cháu, sau đó thương định ngày chính thức đưa cháu thành hậu nhân của thẩm gia. Nữ tử trước khi xuất giá, chỉ là ở trong tộc có một tên, cũng sẽ không ghi vào gia phả dòng họ, chỉ có sau khi lập gia đình, thì sẽ được viết cùng với tên trượng phu vào gia phả nhà chồng, mà đãi ngộ này cũng chỉ có chính thất mới có thể có được, thiếp thất sẽ không được ghi. Này bọn họ nói như vậy, đó là thừa nhận thân phân gia chủ thẩm gia của Vân Khanh, nghe nói như vậy mama ma, nha hoàn thẩm gia đều vui vẻ chỉ cần tên đại tiểu thư được ghi vào, về sau người trong tộc sẽ không không có lý do gì tìm đến cửa muốn nuốt trọn tài sản thẩm ra nữa. Tả thị vào cửa liền nghe thấy thế, trong lòng vừa vui vừa mừng, đã 40 ngày nhưng vẫn không có tin tức của thẩm mậu, kỳ thật nội tâm của bà vẫn có hy vọng thầm mậu còn sống, đây cũng là ý niệm chống đỡ của bà, nay trong nhà gánh nặng đã đặt trên vai nữ nhi, chỉ cần người trong tộc thừa nhận là tốt nhất. Đáng tiếc, Vân Khanh cũng không có đáp ứng, nàng ngược lại do dự, có chút không xác nhận nói, việc này không tốt lắm, ta là một nữ nhi lại đến từ đường, này. Nàng trong thanh âm càng không xác định, ánh mắt tộc trường lại càng lóe hắn nhìn chằm chằm Vân Khanh, phản bác nói, nếu cháu chọn người về ở gì thì theo quy củ trong tộc tất nhiên là phải ghi lên gia phả, như vậy cháu mới có thể danh chính ngôn thuận quản lý gia sản thẩm gia. Nếu cháu không đi, ta có thể hoài nghi cháu rốt cuộc vì cái gì mà muốn chiếm lấy gia sản thẩm phủ, hay là mang tài sản rồi đi lấy người khác. Vân Khanh lập tức lớn tiếng nói, tộc trưởng người đừng nói loạn, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, các người lại đổ cho giáp tâm khó lường, các người mới là người như vậy, cũng chỉ có các người mới muốn chiếm đoạt tài sản thẩm gia. Tộc trưởng đối với luận điệu này không hề để ý, hắn cười lạnh vài tiếng, một khi đã như vậy, hôm nay ngay tại đây, có các trưởng lão thúc bá trong tộc xem xét một chút rồi ngày mai ta sẽ ghi tên chùa cháu vào gia phả như vậy với thẩm gia cũng tốt mà với cháu lại danh chính ngôn thuận vì sao cháu lại không đồng ý đúng vậy a à, trong tộc đều nguyện ý nhận cháu làm gia chủ cháu vì sao không chịu cùng thúc bá chúng ta nói chuyện một chút về sau cũng có thể tham gia sự vụ trong tộc trong tộc ai cũng khó hiểu đối mặt với tiếng nghị luận thân thể gầy yếu của Vân Khanh tựa vào một bên tay vịn để trông đỡ nói, tóm lại, Vân Khanh hôm nay thân mình không thoải mái, ngày khác lại thảo luận việc này. Đây là có ý gì, thân mình không thoải mái, cùng mọi người gặp một lần là được, cháu vì sao không chịu tháo xuống mụ xa cho các vị trưởng tộc nhìn một chút, một chuyện đơn giản như thế vì sao cháu lại không đồng ý. Chẳng lẽ người không phải là Vân Khanh thật, giọng nói tộc trưởng cũng có chút kỳ quái chương 225, thẩm vụ trở về, 2. Nghe vậy, mọi người đều để ý, trong ánh mắt có chút ngờ vực vô căn cứ, có kinh ngạc, cũng có nghi ngờ, mấy ngày nay thẩm vân khanh biểu hiện thông minh đến làm người khác kinh ngạc, vậy nếu người này không phải là thẩm vân khanh, vậy thì đại biểu cho thẩm gia hết thầy toàn bộ đều sẽ rơi vào trong tay người khác. Thẩm ra nếu là không người quản lý, như vậy liền quy vào trong tộc, mỗi người bọn họ đều sẽ được chia một phần, lúc này mọi người đều ngồi thẳng người. Ai nói ta không phải thực sự là thẩm vân khanh, các người có chứng cứ gì? Đại trưởng lão ở một bên xoa xoa đầu gối nói, cháu cũng đừng tức giận, nếu hôm nay tất cả mọi người ở đây, vậy thì cháu liền đem mũ xa lấy xuống, chỉ cần chúng ta thấy được dung mạo, liền biết có phải là cháu hay không. Lời nói của đại trưởng lão so với tộc trường dễ nghe hơn rất nhiều, tạ thị lúc này cũng ở bên cạnh đi ra, nhìn Vân Khanh nói, con hãy gỡ xuống cho bọn họ nhìn đi, miễn cho bọn họ nói này nói nọ. Bà là vì Vân Khanh suy nghĩ, nhưng là Vân Khanh lại nhanh chóng lui hai bước, tránh được tay của tạ thị, hành động này làm cho tạ thị trong lòng cũng kinh ngạc. Nữ nhi ngày thường đều cùng bà thân cận nhất, lúc này thế nhưng tránh bà, đây là. Bà nghĩ ngay ngày này Vân Khanh không cho bà vào quy nhạn các, lại nghĩ đến hôm nay nàng thế nhưng lại không chịu cởi mũ xa vào từ đường trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ thực sự Vân Khanh đã gặp chuyện. Nghĩ tới cái kết quả này, tạ thị chỉ cảm thấy thân mình lung lay sắp đổ, may mắn phỉ thúy ở bên cạnh không dấu vết đỡ bà. Mà tộc trưởng cùng thẩm bình nhìn hành động Vân Khanh tránh lui, trao đổi ánh mắt với nhau càng thêm vui sướng, xem ra chuyện bọn họ làm đã thành công. Thẩm bình tức giận đứng lên nói, Vân Khanh, người đã nói không phải, như vậy cho mọi người ở đây nhìn xem một chút, ngươi là thật hay là giả? Nếu là thật thì chúng ta sẽ không ý kiến gì, ngươi vì sao phải như vậy? Mọi người đều tận tình khuyên bảo, Vân Khanh trong hoàn cảnh bị bức ép, dưới lụa mỏng mơ hồ có thể nhìn thấy mày liễu nhíu chặt, một đôi mắt phượng đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở một chỗ phía sau, ánh mắt lóe sáng. Trong giọng nói có chút nghẹn ngào, rất không nguyện ý hỏi, các ngươi nhất định phải xem sao? đương nhiên chúng ta chỉ cần xác định thật giả liền tốt rồi tộc trưởng nói các người đều quá xem trọng rồi thành âm của vân khanh có khiếp sở còn có không cam lòng tay liền đem mũ sa trên đầu lấy xuống khi nàng lấy mũ sa xuống trước mặt mọi người là một gương mặt có nhiều nốt đỏ trên nốt đỏ còn có chốt mù vốn là khuôn mặt tuyệt sắc vậy mà lúc này ở trong mắt người khác là một mảnh kinh sợ thẩm bình là người đầu tiên kêu lên này đây không phải là bệnh đậu mùa sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều liều mạng lui lại giữ khoảng cách rất xa. Bệnh đậu mùa, không phân biệt nam nữ già trẻ cũng đều có thể bị. Mà khi mắc bệnh sẽ phát bệnh rất nhanh, đầu tiên là đau đầu, đau lưng, rét run hoặc run mình, sốt cao, còn có nôn mửa, táo bón, mất ngủ. Trên người bệnh nhân, hai gò má, cổ tay, cánh tay, thân thể cùng chân đều xuất hiện nốt đỏ bắt đầu là nốt đỏ phát ban, sau biến thành mẩn mụn đỏ, 2 đến 3 ngày sau mẩn mụn đỏ biến thành mụn nước, về sau mụn nước chuyển thành mù mụn nước. Bệnh đậu mùa lây bệnh rất nhanh, một khi lây bệnh, rất khó chữa khỏi, phần lớn đều chỉ có đường chết. Cho nên không chỉ có mọi người trong tộc, một ít nha hoàn, mà mà phía sau Vân Khanh cũng lui về sau vài bước, bệnh đậu mùa có thể thông qua tiếp xúc mà lây bệnh, bọn họ âm thầm may mắn mấy ngày này đại tiểu thư chỉ cho lưu thúy gần người, không cho họ tới gần. vân khanh nhìn ánh mắt hèn mọn của mọi người, nước mắt chảy xuống. nàng không thể chịu đựng được ánh mắt ghét bỏ của mọi người. nói với bọn họ: ta sở dĩ không thể nói là vì vậy. hiện tại các ngươi đều thấy, ta như vậy nào có thể gặp người? mà thẩm bình lui lại mấy bước, trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ, trong miệng hét lớn: ngươi nếu bị bệnh đậu mùa, vậy thì hẳn là sớm đến nơi cách ly. Sao có thể ở tại gia mà Tạ thị cũng cả người phát run, nhưng bà khác những người khác, đi về phía trước vài bước, đôi mắt trợn to, không dám tin hỏi, Vân Khanh, con làm sao có thể nhiễm bệnh đậu mùa, làm sao có thể nhiễm thứ này? Bệnh đậu mùa không phải tùy tiện truyền nhiễm, trong thành Dương Châu vẫn chưa có người bị nhiễm bệnh, Vân Khanh trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài, không tiếp xúc người khác, làm sao có thể nhiễm bệnh đậu mùa a? À? Bà đi về phía trước, Vân Khanh bước lui về sau. Theo bước chân lui về phía sau của Vân Khanh, Tạ thị rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, "Vân Khanh, con để nương xem một chút, xem vì sao lại thế này a." À? "Không, không, nương, con cũng không biết sao lại thế này. Từ ngày ấy, sau khi tộc trưởng bọn họ đến đây, ngày hôm sau con đã cảm thấy không thoải mái, trên mặt xuất hiện vết đỏ, kết quả, kết quả bị thành bộ dáng này rồi." vân khanh liều mạng lắc lắc đầu không cho tạ thị đụng tới nàng nương người đừng tới bệnh đậu mùa sẽ lây bệnh đúng bệnh đậu mùa lây bệnh rất nhanh chạy nhanh đi báo đem nàng đưa đến nơi cách ly đi như vậy mới sẽ không lây bệnh cho người khác thẩm bình cao giọng hô tạ thị quay lại nhìn ánh sáng lạnh xuyên qua nước mắt truyền tới không được ta tuyệt không muốn vân khanh bị đưa đi cách ly sở chỗ kia hẻo lánh lại không có người chiếu cố quan tâm các ngươi đừng mơ tưởng đưa vân khanh của ta vào trong đó tạ thị vọt tiến lên đẩy đám người đang muốn xông tới kéo vân khanh ra các ngươi tránh ra cho ta tránh ra không được đưa vân khanh đi cách ly không được đi bà hai mắt đỏ lên giống như sói mẹ che chở cho sói con những người khác đều bị khí thế của bà trấn trụ nhưng là bất quá chỉ một lát đám người lại xôn xao lên phải đưa đi nhất định phải đưa đi nếu lây bệnh ra ngoài thì toàn bộ thành dương châu liền xong rồi a à. tộc trưởng cùng thẩm bình trong mắt hiện lên đắc ý dưới tình hình này không cần bọn họ lần nữa động thủ người khác cũng sẽ sợ bị lây bệnh vân khanh phải bị đưa đi chỉ cần vân khanh đưa đến sở cách ly như vậy thẩm ra liền không người quản lý bọn họ muốn nhúng tay vào đã không còn có người có thể ngăn trở rồi đến lúc đó lại tạo chút tin đồn thất thiệt bêu xấu tạ thị đem bà cùng hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa kia giải quyết. Nghĩ vậy, hai người bọn họ mắt lóe sáng kinh người. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, lão lục quản gia thầm phủ trói một nha hoàn tiến vào, quỳ trên mặt đất. À ta vừa thấy Vân Khanh liền sợ tới mức toàn thân phát run, liều mạc lắc đầu nói, đại tiểu thư, mặt của người, mặt của người. Vân Khanh nhìn nha hoàn kia, đây là nha hoàn cấp 3 trong viện của nàng, Tên Tiểu Mai, nàng khó hiểu nhìn Lục lão, Lưu Thúy ở phía trước liền mở miệng hỏi, "Tiểu Mai, ngươi không phải xin phép về nhà thăm người thân sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Lục lão hung dữ đá Tiểu Mai một cước, nhanh chốt nói, "Ngươi hôm kia lén lút ở trà phòng làm cái gì?" Tiểu Mai bị đá như vậy, cả người phát run, cúi đầu run rẩy nói, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư, người tha thứ cho nô tỳ." Nô tỷ không biết thuốc bột kia có thể gây bệnh đậu mùa, bằng không nô tỷ như thế nào cũng không dám hạ độc A. À. Cái gì, là ngươi hạ độc, liều thúy lớn tiếng chất vấn. Nô tỷ nhận tiền của người ta nhưng nô tỷ như thế nào cũng không có nghĩ đến nó có thể gây bệnh đậu mùa. Cầu đại tiểu thư tha thứ nô tỳ, tha thứ nô tỷ. Tiểu mai quỳ dạp xuống, không ngừng dập đầu cầu xin. Nhưng là vân khanh không có nửa điểm xót thương nàng nhìn nha hoàn kia đáy mắt đều là lạnh ý ngươi nói cho ta biết là ai sai khiến ngươi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn